Xin chào các bác đam mê audio nhé. Vẫn là những cái sản phẩm quen thuộc và đã giới thiệu nhiều với các bác rồi. Chỉ muốn có đôi lời chia sẻ với các bác là nếu các bác cần chơi theo nhu cầu như thế nào thì em Hồng Anh vẫn sẵn sàng đáp ứng và hỗ trợ các bác. Trước mắt các bác là một cái vỏ gỗ của con Pioneer 7825 la mã. Theo yêu cầu của anh khách là làm màu nhạt hơn để phù hợp với lại cái nội thất và cái đồ chơi của anh ấy. Vỏ được lạng bằng gỗ ốc chó rất là tốt và cốt bằng MDF. Phía trên thì được xẻ khe thoáng đây, rất là chắc chắn, cứng cáp và thi công rất là chuẩn chỉ, từng đường nét một. Các bác có thể nhìn sản phẩm bền bỉ với thời gian. Mặt đằng trước thì được làm vát, khi lắp âm ly vào trông sẽ rất là đẹp nhé. Và lắp từng ngoài vào, và lưu ý là nên tháo chân ra, sau đó là sẽ bắt vít lại sau ở phía ngoài, ở phía dưới. Và nếu các bác cần chơi như thế nào thì liên hệ với em Hồng Anh qua số điện thoại 086 688 0998 để em tư vấn hỗ trợ và phục vụ. Mời các bác ngắm nhìn một vòng và em vỏ hoàn thiện cho anh khách với cái phần vân cũng rất là đẹp. Được lạng bên ngoài là bằng gỗ ốc chó và đây là màu thật, gần như là màu thật, không xử lý màu, chỉ xử lý bề mặt thôi. Còn các bác cần chơi, vui lòng gửi cái kích thước cụ thể hoặc bản vẽ cụ thể. Trong trường hợp em đã có cái thông số của nó rồi thì sẽ không cần phải gửi nữa. Còn nếu em chưa làm và chưa có thông số thì vui lòng các bác gửi giúp em nhé. Một bộ vỏ tùy vào cái kích thước và tùy vào hình dáng và tùy vào độ khó yêu cầu. Sẽ có mức giá loanh quanh khoảng 1.050.000 trở lên. Với những cái yêu cầu khó hơn và cao hơn thì mức giá cũng sẽ nhiều hơn một chút nhé. Và cái này đúng là cái phần công sẽ rất là nhiều, bởi vì hàng hóa rất là cồng kềnh, bởi vậy là cũng phải đóng thùng xốp rất là tử tế để chuyển cho các bác chơi. Mức giá em sẽ báo sẽ không bao gồm phí ship, còn em sẽ chịu trách nhiệm trong việc đóng gói cẩn thận để chuyển đến tay tất cả các bác ở mọi tỉnh thành ở nước Việt Nam. Và em cảm ơn các bác đã quan tâm. Có gì liên hệ với em nếu muốn sở hữu một bộ vỏ đẹp cho thiết bị nhà các bác, âm ly, CD, lọc hoặc bất kỳ ray bao vân vân. Chắc chắn là em xin khẳng định các bác sẽ cảm thấy hài lòng và sẽ cảm thấy là cái sản phẩm nó khác biệt. Hàng hãng như thế nào, xử lý bề mặt đẹp như thế nào thì hàng của em như vậy nhá. Ok, xin cảm ơn các bác.